chúng ta đang chuẩn bị check in để đi bay ra ngoài Đà Nẵng. Chuyến bay này là gì, đột xuất đúng không Trung? Ngoài kế hoạch. Ngoài kế hoạch, đáng lẽ là phải bay ngày 6, nhưng mà vì quá nhiều cái lịch trình không thể nào mà đi kịp, nên là phải đổi qua là ngày 5. Ngày hôm qua thì xong việc lúc rất là trễ, xong rồi bây giờ phải bay rất là sớm. Nên là không biết chút nữa Họa Mi còn hót không nữa. Chút nữa Họa Mi Cam Thơ không biết còn hót không nữa hay là ngủ. Ngủ chắc ngủ luôn. Ngủ lấy sức rồi đi, đi thăm các cha chứ. Ra mình ra Đà Nẵng. Rồi xong mình đi chơi ở Đà Nẵng chút xíu rồi. Ý, mình ra Đà Nẵng xong mình lái xe mình chạy qua Cha Dũng liền đúng không? 3 tiếng đồng hồ. Quảng Ngãi. Ừ. 3 tiếng. Lái xe 3 tiếng đang Quảng Ngãi thăm Cha Dũng xong. Xong rồi dòng ngược lại Đà Nẵng. Rồi mình ở đó một đêm. Sau đó mình mới đi ra Huế. Huế là gặp cha. Cha bánh mì là cha gì? Cha Nhân. Cha Nhân. Rồi sau đó gặp cha Nhân. Xong ngày 7 đi ra cha. Cha Trần An ở La Vang. Rồi ngày 8 mình bay về. Ngày 8 mình bay về lại Sài Gòn. Rồi tính ra trong một cái chuyến của mình đi là đều phải có đủ là cha 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 luôn hả? Nơi chôn nhau các yêu đó là cái rung chôn ở Đà Nẵng. Giờ em đi về thăm cái rung đúng không? Hôm nay đi thông thả, dậy rất là sớm. Dậy rất là sớm đi thông thả. Rồi có thời gian check in online, rồi gửi hành lý. Rồi giờ thợ đi máy bay, thợ chỉ đưa cái chứng minh ra thôi. Là không có cần phải mà đừng đề nữa, nên là đi rất là thông thả. Ở đó từ 1 tuổi tới 5 tuổi. Còn nhớ không? Còn nhớ thơ sơ. Wow. Nhớ địa chỉ không? Nhớ địa chỉ không? Hay vậy? Nhớ địa chỉ luôn. Phan Chu Trinh. Đúng rồi, Phan Chu Trinh. 225 Phan Chu Trinh. Ok. Không biết có đúng hay không, nhưng mà kế bên chùa Tam Bảo Tự. Nếu mà cái nhà đó mà nó gần cái chùa là biết người ta nói đúng. Còn nếu mà cái nhà nó không phải gần cái chùa là mình tám sai. Nhưng mà tôi thấy cái nhà không biết nữa, để qua coi coi. Anh ơi, cái cầm vợ cho theo chân bà Tám nha các bạn. Cái chân bà Tám và Eric và Tiết Nhi. Eric đưa móng tay cho coi Eric. Trời em có sơ móng tay đâu trời, cái móng tay nè mà mọi người nói em sơ móng tay. Chứ mày sơn gì? Hả? Em nói sơn gì đâu. Họa Mi ngủ rất trễ. Cái bữa giờ Họa Mi đi rất là nhiều, nên là hôm nay Họa Mi chính thức hết hót. Họa Mi lên máy bay cái là Họa Mi ngủ liền. Họa Mi không còn hót nữa. Ơi vừa hạ cánh. Bà Tám đã tới Đà Nẵng. Về quê sao mà như thất thần. Giờ nên chôn nhau cắt gốm mà sao thất thần. Ngủ quá trời đã luôn. Ngủ có 1 tiếng chứ nhiều. Nhiều tiếng. Tiếng à. 6 giờ. 6 giờ con ngủ tới 7 giờ, bây giờ mới 7 giờ 15. Giờ 7 mấy rồi. Giờ mình đi về khách sạn. Em sẽ yêu cầu nó cho mình một cái phòng để mình để hành lý ở tạm tới 9:30. Xong mình nhận phòng, xong mình ngủ tới 11:30. Ok không? Rồi. Ngủ tới 11:30 xong bắt đầu 11:30 mình sẽ chạy xuống chỗ cha là tầm 1 giờ. Quay vòng tới 2:30 đặt về lại Đà Nẵng là 4-5 giờ chiều. Ok không? Cho ngủ chút xíu. Không cần. Không cần luôn. Ghê vậy. Vậy là lên xe là em lái là thôi ngủ tiếp đúng không? Vậy giờ về khách sạn là lấy xe. B
đi sớm đi. Sớm luôn, 5 giờ Đà Nẵng sớm. Gọi cho cha sớm đi, gọi cho cha cái thôi. Sắp xếp tính hết, nó vô một cái guồng, một cái dây là rất là nhẹ nhàng, rất là gì. Cái thằng này nó bạo lực. Nơi chôn nhau gốm của tao hả mày? Ơi xuống tới nơi của tao mà mày dám mày bạo lực của tao mày. Kể cho mọi người nghe là đi rất là kiểu mà giống như là rất là tự hào khi mà đi ra nói là ê Trung, cái quạt tao bị gãy nè, tao mua cái cây quạt rẻ hết lắm Trung. Trời, cái cây quạt này đẹp ghê luôn, cây quạt màu đỏ luôn Trung. Hỏi mày mua nhiêu? Tao mua 50.000, rẻ ghê không? Dễ vậy, 50.000 nó 10.000 bà nội. Không, tao bán tao rẻ 50.000. Xong rồi đi mua cái quạt này 10.000 à. Nó mua 50 mà mừng nhảy lên, nó mua rẻ. Nó mua rẻ lắm. Mua rẻ ghê luôn đó đó. Này đó, 50.000 nè. Đây. Cái quạt 50.000. Đà Nẵng à, chỉ con đường Đà Nẵng cho các bạn xem. Đà Nẵng vắng xe vậy ha anh. Đà Nẵng mùa này nó vắng lắm chị. Mùa này nó bớt khách du lịch đó chị kìa. Ở chỗ nào ăn ngon anh? Ăn cái gì chị? Ăn chị ưng ăn món gì chị nói ai mất. Đà Nẵng có cái gì ngon nhất ta? Đặc sản Đà Nẵng heo hay da của Minh Trái. Heo hay da này. Rồi mì Quảng này. Buổi sáng này có bún chả cá, bún bò. Buổi chiều tối thì có bánh xèo, bánh bèo, bánh ướt, bánh lọc. Sáng thì có bún bò, mì Quảng gì. Tôi tính là mới ăn thịt phở xong luôn á, trời sợ mập đó. Nhi tính ra mới ăn xù phở xong luôn á. Nhi mì Quảng đâu ngon nhất anh? Mì Quảng thì có mì Quảng đó, bà mua thì. Bà mua hả? Dạ. Người đi ăn mì Quảng bà mua đi. Chúng mình có đi ngang qua phan chủ trình không anh? À không em. Dạ. Đi về tìm cái rung hả? Ủa anh, chùa Tam Bảo Tự nó là đường Phan Chu Trinh đó. Là nó nằm trên đường Phan Chu Trinh đó. Đúng rồi, đúng rồi. Chỉ có người quen ở đó thôi. Đó em mở đó được. Mà chưa bao giờ quay lại coi cái gì. Đây đi xa xa nhà bao nhiêu năm rồi? À 49 năm. 48 năm rồi. 8 năm thay đổi nhiều lắm. Nếu như mà chợ chùa Tam Bảo Tự thì cái chùa nó còn y đó. Ở sau lưng cái chùa là nó vẫn còn cái trường học mẫu giáo trong đó. À, vẫn còn. Đó đúng không? Chị ở ngay cái hẻm trong hẻm cái trường học. Không, em kế ở kế cái chùa luôn. Kế cái chùa là nó bên đây là có nó mấy quán internet chỗ đó. À, nếu như mà chị ở ngay chùa Tam Bảo Tự là nhìn từ cái chùa nhìn qua bên đường là có quán chè Hương lúc xưa á. Đúng không? Hồi xưa chị ở là có quán chè chưa? Trời, cũng có 5 tuổi rồi, không nhớ đâu. Không nhớ nổi rồi. Đi về hướng đông lên Di Tân về phía Lê Đình Thám. Đi tiếp Trần Thị Lý 2 km nữa. Đúng rồi, em đi dưới hầm, em đi trên cho chị chạy, chị nhìn cho đây em nữa. Quá anh, rồi cái con rồng mà nó phun lửa đó. Là bên phía tay trái chạy chút xíu em. Đúng là em đi dưới hầm rồi. Thôi em đi trên hầm em chỉ cho chị, giới thiệu cho chị luôn. Tối nay nó có phun không? Tối nay thứ ba không có phun vậy. Thứ bảy mới phun. Thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Ồ, sao thứ bảy nhật mới phun? Chị ở đây được bao nhiêu hôm? Một hôm. Ồ, vậy là thấy không coi được rồi. Vậy là ở ngày nay rồi, ngày mai là chị đi Quảng Ngãi rồi. Dạ, bữa nay em đi Quảng Ngãi nè. Ồ, bữa nay đi Quảng Ngãi. Rồi dòng lại ngày mai mới đi Huế. À, đi Huế là đi qua về là lấy ô tô đi tiếp luôn hay sao? Không, trả rồi mình đi xe ra Huế. Đi bằng gì ra Huế chung? Xe, có dịch vụ xe. Đấy là ra Huế chị ở lại hay sao? Dạ, ở lại. Ở Huế ở lại, chỗ của mình. Ở Huế, ở lại mấy hôm ở Huế? Ồ, buồn lắm, ở một hôm thôi. Không có công việc đó. À, chứ không, việc không, à. Không, tưởng không. Không, mình đi ra La Vang nữa. À, đi, à chị ra La Vang hả? Ồ, tính ra là đi công việc chứ đâu phải đi chơi đâu. Ra khỏi vòng xuyến, vào Trần Thị Lý. Cô rồng bên kia kìa. Cô rồng bên kia chị kìa. Bên ta trái. Đi tiếp Trần Thị Lý thêm 1 km dưới nữa.
đường Đà Nẵng trong trải đẹp kìa ha. Nó là giống như Singapore thu nhỏ đó chị. Đó anh cầu quay là quay mỗi ngày ha. Cầu quay là một tuần quay 3 lần thôi em. Hôm nay có quay không anh? Hôm nay không có em. Nếu mà có quay thì nó cũng tầm 12 rưỡi 1 giờ đêm nó mới quay anh. Cầu này là cầu gì ha? Cầu này cầu Trần Thị Lý chị. Trần Thị Lý. Dạ, bên cạnh của cầu Trần Thị Lý á, là cầu Nguyễn Văn Trỗi, là cầu lịch sử của Đà Nẵng đó. Đó bây giờ là làm dành riêng cho cái lối đi bộ thôi. Đó cái cầu vàng nhỏ này vậy nè. Đó là cái cầu đây bây giờ là chỉ dành riêng cho những người đi bộ thôi. Và bên kia là cầu Rồng, tích bên kia là cầu sông Hà. Qua bên kia nữa là cầu Tùng Phước. Bên tay phải mình là cầu Tiên Sơ. Đây thành phố và những cây cầu đây, 6 cây cầu liên khúc đây chị. Cầu. Đó 6 cây cầu đây chị. Thành phố đang sống như Bình Đà. Tại vì Đà Nẵng là bây giờ anh đang xây dựng theo kiểu Singapore. Phát triển theo kiểu Singapore thu nhỏ. Đúng rồi đấy. Cái chỗ này là nó đang lên cái dự án là chung cư cao cấp của thành phố đây chị. Chuẩn bị nó nữa là một công viên nước ở giữa sông này luôn nè. Ok hả? Dạ. Nói chung khách du lịch ra thì người ta thích ở Đà Nẵng, tại vì nó thông thoáng gì kìa. Đường xá nó không có tắc xe. Người trong chạy đỡ là tắc xe liên tục, nhưng ở đây nó không tắc xe. Có cái hay. Chỉ có vừa đầu là thi bắn pháo hoa thì nó tắc xe thôi. Nữa sẽ phải vào quốc lộ 14B. Mỹ quê Đà Nẵng đó thơ. Bữa nói thơ. Cảm ơn anh. Đà Nẵng theo con biết là nó có một cái quy luật là mình ra đây mình không có tìm thấy người ăn mày ăn xin gì hết đúng không chứ? Không có luôn. Dạ, không có ăn mày ăn xin mấy cái số. Đúng rồi. Và những tuyến đường mà nó đã cấm là không bao giờ mà con thấy luôn. Nhưng mà hầu như ăn xin là không có luôn con. Dạ. Ăn xin có người ta bắt trở lên đi liền luôn. Bắt đi đâu anh? Bắt lên cái trại tập trung gì. Nói chứ hồi bữa cũng có về Đà Nẵng chơi chứ đâu phải là 48 năm như vậy. 300 mét nữa sẽ trái vào hồ Xuân Hương. Ở khu vực này đúng không? Điểm đến của bạn nằm ở bên trái. Đúng rồi, khu gì được lo gì. Cái này chắc khu mới ha. Không, khu này lâu rồi. Khu này lâu rồi. Thời tiết ở đây cũng được, không nóng, không lạnh. Đúng rồi, đỡ hơn vì Sài Gòn. Không có bị nóng. Đây, nơi chúng ta ở một đêm nay ở đây. Cảm ơn anh nha. Cái gì em không biết anh có điện là từ bao giờ. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Số của anh là số anh gọi hay là số của anh? Dạ. Chào anh. Dạ. Người Đà Nẵng dễ thương. Giống ai? Giống bà Tám trong thơ. Giống bà Tám á hả? Trời đói quá sao kỳ ta. Bây giờ mình đi ăn mì Quảng nha. Giờ anh tài xế chở mình đi ăn mì Quảng. Bà mua thôi em ơi, có nói em muốn nói là cái thôi chút xíu nha. Vụ gì? Thực tình là cái vụ mà có về Mỹ á, mà có lên cân là không phải lỗi của em nha. Nha, nhớ nha, qua cái video này là đồng bọn làm chứng giùm cho em nha. Trời ơi, cái gì mà 3 giờ sáng, 3 rưỡi, 4 giờ mới ăn tô phở, 4 giờ mới ăn tô phở với dậu đầy nhóc ra. Xong tao có ăn đâu, tao ăn có chút xíu à, tao cho mày hết mà. Xong mới bay ra tới Đà Nẵng cái mì Quảng. Xong rồi bảo đảm mì Quảng xong phải có hộ bánh mì lót nhẹ nữa. Rồi. Có rồi anh ơi. Em mộ quá, cái gì em cũng bên idol em hết á. Phải là bên. Đúng cái... thôi, đúng, nói đúng. Thì đúng mà, thì đúng mà. Chứ là cô đúng. Kề thơ chị Liễu cơ. Massage chị Liễu. Đâu? Chỗ dưới kìa. Vậy hả? Massage chị Liễu. Ồ, để coi chiều tối nếu có thời gian đi massage chị Liễu. Xa.
chị bệnh liệu. Không nhận đường Đà Nẵng đã ghê ha, nắng dễ sợ luôn á. Mà thời tiết cũng mát. Ờ. Không, hôm nay nó được nắng đó, chứ mọi hôm mấy hai ba hôm trước là nó mưa à. Vậy hả? Dạ. Ồ. Mùa này mùa mưa rồi, rồi nắng mà. Có bão gì không anh? À, mà năm này chưa thấy bão bao nhiêu gì. Dạ. Thì hầu dựng chùa của mơ chùa lên đứng lên là đứng tay biển đó, nó cũng đỡ nhiều lắm chị. Vậy hả? Làm sao anh? À, từ hồi có cái tượng mẹ lên giờ là cái bão rồi là nó nói chung nó cũng giảm được 7-8 phần rồi. Ờ. À, biển này. Đó. Ồ biển kia. Biển kia là chị thấy cái tượng mẹ không? À. Đó cái chùa lên đứng đó, đó ồ, tượng mẹ à. Với là chùa cái tháp đó gì? Đó. Ừ. Cái tháp nó mới xây sẽ mới hoàn thành xong. Biển Mỹ Khuê là một trong những bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á đó. Mình đang đi trên bãi biển Mỹ Khuê đúng không? À. Một trong những bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á. Đẹp nhất Đông Nam Á luôn. Đẹp thiệt. Cái cá biển dưới này ở Đà Nẵng giống mình nói chung, cái hồn cát giống mình nói chung, phải như mấy hồn cát ở Nha Trang cũng tao. Cát mình thì nó mới an toàn, còn cát lớn nguy hiểm lắm. Sao vậy? Cát mình thì nó không có bị lún. À. Cát lớn thì dễ bị lún. Có cái mấy cái lều dễ thường quá ha. Cái lều đó nó giật thì mình ngồi uống nước, con đồ gắm biển. Ừ. Wow, thành phố biển ha. Mùa này cũng đâu có lạnh gì đâu, người ta vẫn tắm biển mà được. Tắm chứ. Bình thường mà đâu có sao đâu. Ở đây tắm luôn được rồi cơ. Tắm được rồi mà. Sao để có một bức ảnh với idol ngoài biển ta? Làm sao đây? Muốn chụp ảnh đúng không? Anh dừng xe cho chụp, đâu có sao đâu. Ăn đi anh ơi, em đói đúng không? Em ăn xong rồi anh sẽ cho em ghé ra biển. Đó, bây giờ người dân họ đang kéo lưới đây kìa. À, kéo lưới à? Bên kia kìa. Đó, bên kia. Đó, dân họ đang kéo lưới đây đó. Đó. Chạy cái gì em? Cá. Cá rồi đấy. Trời sóng nhiều quá. À, chị thấy gần cái tượng mẹ chưa? Tượng thấy mẹ à. Là cái tháp đó, cái chùa nó đứng đó chị. Ừ. Đẹp lắm. Ủa, đỉnh bàn cờ là nằm trên đó luôn phải không anh? Đỉnh bàn cờ em thấy hai cái trụ đó, đó là đỉnh bàn cờ đó. Mỹ Khuê ở đây rồi Sơn Trà đó. Sơn Trà là dưới kia đó, là đó, nó dọc biển vậy luôn đó, nó chia ra thành quận á, một quận nãy mình ở là mình ở quận Ngũ Hành Sơn, bây giờ xuống dưới này là quận Sơn Trà. Bà mua, trời cái tên, cũng lạ luôn. Ủa giờ mà tao mới cỡ cửa rồi ha. Dạ. Cảm ơn anh nha. Thương nhau bát chè xanh làm tô mì quảng mời anh xây cùng tô mì quảng nè rồi bé Nhi ăn mì quảng hay là ăn có ăn bánh cuốn bánh tráng cuốn thịt heo hả bà chị dạ bà chị một phần bà chị. Dạ, bên Dung mới gặp cảnh, bên Dung ngon. Thế nào em? Dạ, bên Dung đi trúng gà cho mình. Dạ. Rồi, giờ xong rồi đó em, là hai tô mì quảng, dạ. Một phần bánh tráng cuốn. Bánh tráng? Dung cho mày ăn cái ớt nè. Không biết ăn ớt hả? Dung nó điệu quá ha, nè. Nó đeo dây nè. Ồ, cái này chủ mừng có. Xăm nè. Chủ mừng con quá vậy. Nhìn nó đẹp ha. Nhìn nó đẹp ha. Ủa là khen á. Cái gì chị đi qua trà. Mì quảng nè. Cho cái tô không đi chị. Dạ. Ờ anh cứ đi nha, đừng có sớt ra trẻ em cũng có ăn nhiều rồi em. Thì Thơ cứ ăn, đừng sớt ra anh. Em ăn của Thơ đâu có sao đâu. Không. Chịu. Tự nhiên ăn dư thừa. Bỏ ăn. Sao ra đi.
ăn xong mày ăn lại mày ăn dư tao vậy mà. Thôi còn em ăn cái chị em ăn thịt cuốn thôi, đừng có đụng vô. Không, con thịt cuốn. Tớ ăn trong đây đi, em sớt ra cái mì nhiều. Không. Em ăn mì nhiều. Tao sớt. Em ăn mì. Mày để với tao có tao quạt em giờ. Cô Thơ thích ăn trứng. Trứng em ăn lòng trắng, Thơ ăn lòng đỏ, ok không? Trời ơi, hết trơn rồi, lấy gì mà ăn? Rồi. Nước. Ăn mì Quảng điệu nghệ ghê chưa? Ngoại quê Đà Nẵng hay còn ngoại quê Đà Nẵng? Ờ, Quảng Trị. Thứ đầu tiên của cô Thơ trong ngày, cô Thơ ấm ngon. Đúng rồi. Thơ mẹ, theo mẹ. Giúp em khui luôn mẹ. Rồi test coi có độc không. Dạ okay. Tuân lệnh nhà vua. Ok. Chưa chết. Nhà vua uống đi nhà vua. Không phải là Eric sai đâu nha mọi người, mà Thơ rất là ngại uống mấy cái đồ có ga. Nên là mặc dù là biết là thèm lắm, nhưng mà bây giờ mình đâu có cách nào đâu, mình nói là Thơ giả bộ Thơ thở. Mà phân trần hả mày? Thơ mày sai đó, mình ngồi phân trần hả? Mấy cái muỗng ơi, nó sai mình sao nó ngồi nó phân trần kìa. Không sai đâu. Múc cái này vô đây hả? Vô nha. Cô bỏ ớt nhiều vô cho Eric ăn. Đúng rồi. Cái mời vua. Mời má của vua. Mời cái nhi. Dạ. Mời cô Thơ, mời anh Trung. Cho salad lên. Nè vua, ăn đi vua. Dưa leo nè. Ai muốn ăn gì mất cái đó đi. Một xoài miếng. Miếng, hai miếng. Ai thèm ăn cái này không? Ai là dân cùng quê với bà Tám? Việt Mỹ nè, Việt Mỹ. Việt Mỹ ăn không? Việt Mỹ. Tám ăn dùm Việt Mỹ nha. Vậy là không phải Tám ăn, mày Việt Mỹ ăn. Mày là không có tính là Tám ăn nha. Cái này tính là tính là Việt Mỹ ăn. Uống nè, đây là cái bánh ướt. Đang rất là nóng. Sau đó phải bỏ dưa leo lên. Sau đó phải bỏ cà lắc lên. Bỏ cà lắc lên, bỏ dưa leo lên. Đó. Không bỏ xoài. Không bỏ ngò. Bỏ ngò cho thơm. Giá chưa? Giá rồi. Giá vài cộng. Thêm thì thêm nè, đó. Không ăn là ngon. Rồi, bỏ nó quay lên. Nhưng mà cái nước chanh này ta lại không thích. Ở cuốn bánh tráng giờ, cuốn bánh ướt giờ rồi, cho bạn. Đỏ mặt không? Đỏ mặt không? Mình miếng nước xong đường đổi luôn. Đỏ. Hay cô cuốn nào? Cuốn nghe nghe à? Dạ. Ngon không? Dạ ngon. Thơ uống cuốn cho ăn nữa. Ngon lắm rồi. Thôi làm món cuốn cuối cùng cho con đi. Ăn kiểu này nè.
Nó ăn cái món cô rồi. 294.000. 15 đồng, 12, 13 đồng. Ăn quẹt quy à. Đó. Ăn xong rồi cái đó, nói điện thoại ra quẹt quẹt vậy đó. Đợi xe tới, người ta đem xe tới mướn. Người ta đem tới đây cho mình. Xong rồi. Chứ không phải mình đi tới đó lấy. Không. Em lưu ý với lại mọi người cái này nè. Ở Việt Nam bây giờ có rất là nhiều các dịch vụ. Mọi người riêng đồng bọn của chị Thơ đó thì ví dụ mà có về Việt Nam không biết cái gì thì cứ hỏi em chỉ cho từng cách để làm. Thì hôm nay đi tới Đà Nẵng không có xe thì em có đặt xe ở trên dịch vụ cho thuê xe cũng đang rất là nổi tiếng ở Việt Nam là Mi Ô Tô M chữ M Y ngắn Y hả? M Y ngắn xong rồi chữ O chữ T chữ O đó, cái ứng dụng Mi Ô Tô. Thì khi mà mọi người thuê xe trên đây á, thì sẽ có hai option. Một là mọi người sẽ thế chân lại 15 triệu, hai là mọi người phải thế chân lại một cái chiếc xe máy của mình. Thì do là mình đi ra đây mình đâu có xe máy đâu thì mình sẽ thế chân 15 triệu. Rồi cái tiền thuê xe thì nó tầm khoảng đâu đó 30-40 đồng, nhưng mà nếu như mà mình đi xe dịch vụ ở ngoài thì 30-40 đồng nó rất là mắc, nên là mình thuê bằng cái này thì nó sẽ rẻ hơn, với lại mình cũng tự do mình đi lại thì nó dễ hơn. Tại vì Trung biết chạy xe mới thuê được kiểu này, còn có những người người ta không có biết chạy xe, ví dụ như người ta bắt buộc ta phải đi taxi. Cái trường hợp này là trường hợp Trung nó biết chạy xe thì giờ nó biết chạy xe. Đó, như ở ta với Tích Nhi là đâu có đập mướn được. Thì khi mà mướn đó mình phải đưa bằng lái cho người ta coi, rồi mình cho người ta chụp lại chứng minh nhân dân của mình luôn. Ví dụ như là bà Tám mướn được không? Nếu như có mà thơ lấy cái bằng lái của Thơ đổi thành bằng lái quốc tế thì Thơ thuê bình thường thôi. Bằng lái quốc tế với lại chứng minh nhân dân là ok, bình thường thôi. Ví dụ như ở Mỹ về biết ai làm biết lái xe hơi thì người ta vẫn mướn được đúng không? Không, thật ra lái ở Việt Nam thì cái việc quan trọng là chỉ chạy chậm chậm thôi, chạy chậm là được. Chứ cái chân lúc nào cũng để bên chân thắng đó, đừng có để bên chân số. Chứ lúc nào để bên chân thắng đi coi có gì cái kịch liền thì không sao, chứ mà chạy xe bên đây mà chạy nhanh nhanh như bên Mỹ là không được. Chạy chậm chậm thì ok. Spa, yoga, foot and body massage. Có xe hoa dưới đường không? Có xe đạp hoa không này? Thôi đạp vòng đi em quay TikTok cho người. Ai cho? Mũi ta gãy tay. Gãy tay thì làm sao đạp? Hả? Mình đánh trộn. Quán cà phê sân vườn. Quán cà phê sân vườn. Ý có cái gánh này nữa nè Trung. Gánh được không? Gánh nổi không? Nặng quá. Nặng quá, lòng nhẹ nhẹ nặng quá. Người ta sợ đeo gánh nên ta làm rất nặng. Cái này phát sinh một cây số là 3.000 ha. Dạ đúng rồi. Mình đi đâu anh ơi? Em chạy xuống Quảng Ngãi, em chạy về. Rồi, thế thì có số cái nó quan trọng như hợp đồng này.
Dạ. Thứ nhất là về tốc độ di chuyển này, anh đi xe thì em có trang bị sẵn việc map này, về định vị. Còn đi mỗi lần mà anh đi chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h trở lên thì em sẽ giữ lại 5 triệu. Đó, cho nên là mình cứ đi đúng tốc độ thì em sẽ không giữ gì hết nha. Là sao anh? Có nghĩa là đây này em có ghi rõ trong hợp đồng này, trường hợp có khả năng sẽ ra vi phạm giao thông này, có nghĩa là trên xe sẽ có định vị và việc map luôn cho mình để mình đi theo đúng tốc độ quy định thì nếu trường hợp mà lỡ mà anh có đi quá tốc độ từ 5 km/h trở lên á thì mình sẽ báo cho em là đi quá tốc độ, thì mỗi lần mà có khả năng sẽ ra vi phạm thì em sẽ giữ được 5 triệu và không quá 30 ngày. Đó, trường hợp ví dụ như có phạt nguội á thì em sẽ lấy số tiền này em trả phạt nguội, còn nếu mà không có thì em sẽ hoàn trả sau 30 ngày. Là nói chung là em không có được đi quá tốc độ. Dạ đúng rồi, anh đi đúng tốc độ để mà tránh cái việc là vi phạm giao thông. Tại vì thật ra là mỗi lần mà xử lý cái vi phạm tốc độ á, nó rất là phiền, nó rất là mệt, mà cũng không sướng ít gì cả anh và em. Okay. Em đúng cái vừa được gì nè. Rồi là thứ nhất, thứ hai là trường hợp mà anh đi nè, ví dụ như lỡ mà xảy ra đâm đụng va chạm, thì ví dụ như va quẹt nhẹ thì anh có thể về đây, em ví dụ chạy xước thôi á, thì mình xử lý bảo hiểm rất là dễ. Nhưng mà trường hợp mà lỡ đâm đụng mạnh, bốp méo, bể vỡ. À, thì anh cứ giữ nguyên hiện trường, anh gọi cho em. Tại vì anh thuê xe qua app á, thì nó sẽ có cái bảo hiểm của app đó, với lại kèm theo xe là em có bảo hiểm trong bao của xe nữa, thì anh cứ gọi cho em để em xử lý để làm sao mà giảm bớt thiệt hại cho mình đó. Còn về vấn đề đền bù á, thì ngoài chi phí sửa chữa ra đó thì em có thể hỗ trợ anh về bảo hiểm. Còn ngoài ra thì ví dụ như xe em khi mà sửa chữa nó sẽ nằm ra khoảng bao nhiêu ngày đó, thì mỗi ngày mà xe nằm không di chuyển được á, thì cái chi phí cơ hội cho em là mỗi ngày anh sẽ trả em 80% chi phí. Ok. Với lại anh đi xe cố gắng giữ sạch sẽ cho em, xe làm rất là sạch sẽ. Ok. Vậy bây giờ chắc anh quay lại cái xe trước cái đi ha. Dạ. Em mới đây thì khi mà về anh em mình so sánh cái video. Ok. Dạ. Lúc nào cũng vậy em mà. Cảm ơn em. Dạ. Ok vậy xong ha. À với lại quay. Em quay mất, em tính cái phí dầu dân nhặt xe nữa là 200 nghìn cả hai. Vậy ngày mai em trừ vào trong đó luôn được không? Ok đem. Ok vậy cái đó. Ok cảm ơn em. Cảm ơn Ngọc nha. Dạ rồi. Ủa chìa khóa xe là em bỏ trong xe rồi không? Anh vô chuẩn bị xin cái tờ đăng ký. Rồi, bây giờ chúng ta đã thuê xe hoàn thành công mỹ mãn. Bây giờ chúng ta bắt đầu lên đường, bây giờ là 9 giờ 10 phút sáng. Bắt đầu từ đây mình đi ra Quảng Ngãi gặp cha Dũng. Đó, đây là địa phận Quảng Ngãi. Ủa thơ, sao thơ phải quyết định là đi ra ngoài Quảng Ngãi để gặp cha Dũng giờ? Cha Dũng là một người mà mình cũng như là Tám chưa biết mặt luôn á, ta chưa biết mặt luôn. Ôi vậy luôn hả? Chỉ nói chuyện qua, không nói chung là cũng hơi. Chỗ cha thôi, cha nói chuyện, em gọi điện cho cha mà em không biết sao chứ. Em gọi điện mà em nói trời cha ơi, cha đừng có nói chuyện với con vậy, con tội con, tội nghiệp con cha. Cha nói chuyện rất là dễ thương, nhưng mà cha nói chuyện với mình, cha xưng là con. Chú đi đường này đến với con, chú đi đường này nè chú. Chú đi đến đây đi, rồi con sẽ mời chú ăn trưa, mời cô chú ăn trưa. Nói cha ơi, cha đừng có xưng con chắc, với con. Chắc tưởng chung lớn lắm á. Dạ. Chắc tưởng chung lớn, chú giống như tưởng là chung là khoảng ông quan này kia hả chứ hả, chứ cha không biết mình nhỏ, không biết cha thằng Trung nhỏ. Xong Trung nói con còn nhỏ lắm cha. Rồi mà cha nói chuyện rất là dễ thương, mà cha rất là giống như là khiêm nhường á, cái kiểu cha là cha rất là khiêm nhường, cha xưng con nè, cha dễ thương dễ sợ luôn, mà mắc cỡ. Cha Dũng á, nếu mà fan bà Tám có coi theo dõi á, thì sẽ biết là bà Tám đã từng quyên góp cho cha Dũng tốc độ giới hạn kìa, 120 km/h kìa, mới chạy 85.
Thì cha Dũng là một người cha mà bà Tám đã từng quyên góp tiền cho cha, tại vì cha rất là nghèo. Fan bà Tám đã đóng góp rất là nhiều cho cha. Đóng góp rất là nhiều cho cha, mặc dù cha không qua Mỹ nha nha, nha Chung. Cha Linh, cha Sơn có qua Mỹ ha, cha Trần An quá có qua Mỹ nha. Nhưng mà riêng cha Vinh, hôm bữa cha Văn nè, cha Văn, cha Vinh và bây giờ cha Dũng, là ba cha này là không qua Mỹ. Là chỉ là xin qua một cái thư ngỏ thôi. Thì đọc lên hoàn cảnh của cha này kia vậy mà fan bà Tám ủng hộ rất là nhiều luôn. Cho nên là chính vì vậy cho nên bà Tám mới bắt buộc kỳ này là về là Tám phải ghé gặp cha Dũng để cho mọi người biết cha Dũng là ai, đúng không? Tại vì fan và đồng bọn fan của Tám ủng hộ rất là nhiều cho cha Dũng. Cho nên là đáng lẽ là mình ha, giống như mình nhớ không, đáng lẽ cha Dũng là mình đâu có, cũng như không thể nào mà ra gặp cha Dũng được. Bị ngược đường. Rồi vé máy bay thì chỉ đặt đi ra tới Huế thôi. Nhưng mà bây giờ thật sự là cũng không biết tính như thế nào. Nếu như mà bay từ Sài Gòn đến chỗ cha Dũng á, thì mình phải bay ra ngoài Chu Lai, không, bay ra cha Dũng ở Quảng Ngãi, mà Quảng Ngãi thì lại không có sân bay, thì bắt buộc phải bay Chu Lai, mà bay Chu Lai thì lại không kịp thời gian. Và cũng từ Chu Lai có cái chuyến bay 5 giờ chiều thôi, mà 5 giờ chiều tới là không làm việc được gì hết á. Mà chuyến bay ra Huế, từ Huế đi vào cha thì 3 tiếng mấy, 4 tiếng lận. Còn nó là thôi thơ, bây giờ chỉ có cách này thôi, là ví dụ sáu tay em với thơ đi ra ngoài Huế để nấu chỗ cha Nhân á, để phát quà chỗ cha Nhân á, thì thôi mình đi ra ngoài Đà Nẵng đi, sẵn một công đôi chuyện là buổi sáng mình sẽ đi qua bên cha Dũng, xong chiều tối mình chạy về mình chơi ở Đà Nẵng một đêm, rồi sau đó là mình sẽ đi từ Đà Nẵng đi ra Huế, đi sớm ngày. Mà trời ơi, cái đi ra ngoài sân bay phải chọn cái chuyến bay sớm nhất luôn á. Chuyến bay sớm nhất, đặt vé rất gấp, thuê khách sạn cũng rất gấp, thuê xe cũng rất gấp luôn. Nhưng mà đáng lẽ là mình bay ngày 6 là mình đã mua vé rồi, mà chung nó đổi được, hay ghê. Đó là tại vì em với Thơ tính từ trước rồi, trước khi Thơ về thì cứ theo cái lịch đó mà run chạy thôi. Mình nên mà ấy, cái khúc mà Thơ gửi lịch đó, em nhìn vô cái lịch Thơ, ủa Thơ, em hỏi thiệt là ủa thời gian ngủ nghỉ trong cái lịch này nằm ở đâu vậy Thơ? Bà trả lời một câu rất là dễ thương là thì lên xe ngủ, lên máy bay ngủ. Bà, ủa alo. Có nghĩa là thí dụ đi cho tới khuya 12 mấy, 1, 11 mấy, 12 giờ về ngủ đi, về tới nhà ngủ là 3-4 giờ sáng là phải dậy. Thì tao có tính giờ ngủ mà mày không thấy nha. Tính giờ ngủ, ngủ trên máy bay, ngủ trên xe. Thật ra con có con Tuyết Nhi nó edit chứ thời gian đâu, tao edit video mày thấy không? Thời gian đâu mà Tám edit, các bạn thấy không? Giống như giờ đi vậy, quay vậy, xong tới nơi phải quay tiếp, phải nói chuyện cha, rồi phải thăm cha, rồi tối về mệt phải đi ngủ. Chẳng lẽ giờ, bây giờ chẳng lẽ giờ Tám phải ngồi edit video nữa rồi giờ đâu Tám ngủ rồi để Tám lấy sức Tám đi tiếp. Cho nên là Tám không làm. Tám không xin năng lượng của Mai Ca. Mai Ca, nhớ đó ha. Cũng quên mất tiêu cái vụ Mai Ca luôn. Nhớ đó, mê phim Mai Ca sợ. Sắp đến biển báo. Chỗ trên YouTube những có những cái comment đó. Khen Eric quá trời luôn á. Khen em nói Eric trời ơi hiền, thông minh, dễ thương, đọc kinh đó. Đọc thật kinh. Ra là Thơ là người mày dạy em cái đức tin á. Thơ là người dạy em cái đức tin, xong rồi dạy gì, dạy sao tao không nhớ luôn Chung, dạy sao Chung? Thì xưa Thơ chỉ cách cầu nguyện đó, lúc đó cũng đâu có biết là cầu nguyện như thế nào,
xong rồi từ lúc mà thơ dạy cách cầu nguyện nè, rồi dạy đi lễ lại, xong bắt đầu mình mới sinh hoạt chung với những cái hội đoàn, hội nhóm trong nhà thờ đó. Xong rồi lần chuỗi ngày xưa là thơ chỉ lần chuỗi mình coi cái Vậy à? thơ, cái thời mà em còn biết thơ là lúc đó làm năm quan đó, là không có biết chuỗi mình coi là gì thơ, cứ nghĩ cái đó là cọc di truyền thôi. Xong thấy thơ đọc kinh lần chuỗi mình coi, xong thơ giải thích cái chuỗi mình coi, xong về nhà mới tìm hiểu về cái chuỗi mình coi đó như thế nào, xong bắt đầu tập lần chuỗi mình coi. Mà em lúc đó thì em chưa có trải nghiệm cái phép màu của chuỗi mình coi là cái gì hết, nhưng mà chỉ có cảm nhận được một vị là giống như là khi mà mình có chuyện gì mình buồn hay là mình nóng giận hay là mình kiểu mà giống như là mình nghĩ là bế tắc luôn rồi đó, là không có đường mà nào mà có thể giải quyết được á, thì khi mà đọc đọc chuỗi mình coi xong á, mở mắt ra cái là khi mà đọc thì mình thành tâm, mình nhắm mắt lại mình cầu nguyện, mà khi mà mình lần xong hết một cái trang chuỗi mình coi thôi, mở mắt ra cái tự nhiên mình cảm nhận được một cái năng lượng, một cái ánh sáng, và mình nghĩ cái chuyện đó nó dễ á. Xong từ 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 có cách giải quyết hết, và sau một thời gian dài lúc đó em lần chuỗi mình coi á, thì em nghĩ là giống như vậy nè, cái vấn đề á nó là một cái ổ khóa, nó là một cái ổ khóa, mà cái chìa khóa mở cái vấn đề đó ra, cái chìa khóa để giải quyết cái vấn đề á, cái giải quyết vấn đề thì nó là một cái chìa khóa, mà cái chìa khóa đó nó là nguyên một cái rổ luôn. Thì nếu như mà lúc đó mà mình hoảng loạn, mình cứ bóc dục, mình không biết mình lựa cái nào á, thì cái vấn đề nó sẽ không có được giải quyết. Để khi mà lần chuẩn con coi ấy, thì thực sự là Đức Mẹ dạy cho mình một cái cách gọi là điềm tĩnh hơn, cầu nguyện, và khi mà cái vấn đề đến với mình á, mình cứ nhẹ nhàng mình chọn từng chìa. Nếu như may mắn á, thì chìa đầu tiên Đức Mẹ cho mình một cái giải pháp để giải quyết vấn đề của mình luôn. Còn nếu như mà Đức Mẹ muốn là ok, con phải có một cái trải nghiệm này nọ, thì mình lựa hai ba chìa khóa thì nó cũng sẽ có một cái chìa khóa để mở cái vấn đề của mình ra thôi. Thì với lại khi mà chủ mừng coi em lần chủ mừng coi có rất là nhiều cái việc may mắn đến với em, và những cái lời cầu nguyện của em á, cầu là ok, cầu là được, cầu là được, cầu là Hay được. vậy, thấy rõ luôn á hả? Xong rồi thời gian sau này thì thơ lại chỉ em một cách nữa, là thơ nói là mày nhớ đọc lòng Chúa thương xót 3 giờ. Xong bắt đầu trong thời gian dịch đó thơ, trong em bắt nhà em lần mình coi hết lần lòng lòng Chúa thương xót hết luôn á, và công nhận kinh lòng Chúa thương xót hay, em thích kinh lòng Chúa thương xót. Anh đang đi cao tốc, anh tới cao tốc bây giờ qua hết tiền rồi. Em đạp, đúng rồi, anh vừa hết cao tốc. Ủa làng sao vậy? Là nạp tiền ETC, ETC là ngày xưa mình đi qua trạm thu phí á, là phải trả tiền, trả bằng tiền mặt. Nhưng mà bây giờ cái ETC á là sẽ là thu phí tự động luôn, là nó sẽ trừ trực tiếp vô cái tài khoản của mình, chứ mình không có phải. Bên Mỹ chắc cũng vậy mà đúng không? Không biết cái này. Ủa là thơ có phải trả tiền đi highway, thơ có phải trả tiền không? Cho tiền gì đâu. Còn cái này là mình đi highway như vậy đó, là nó sẽ trừ vào trong tài khoản của mình, trừ Tài vô cái khoản bank của mình là đó. của cái xe này á hả? Đúng rồi, chiếc xe này nó sẽ có một cái account riêng của nó, chiếc xe này sẽ có một cái account riêng của nó, rồi khi mà account đó lúc nào cũng phải có tiền để đi cao tốc. Đó, 183.000 Ghê hay quá vậy. đó, chơi đó năm nãy giờ sao thôi bỏ. Công an nó thổi vô hả? Công an bị công an thổi vào. Mình nó làm gì đâu khỏi mình ta. À, đi. Thích thì thôi. Mình xuống mình quay được không? Cũng gì vậy? Nói rỡ có sao em nói vậy mà. Tài khoản đang đủ chưa? Gì? Ừ, Mình đâu có tôi biết đâu. Bỏ này tôi đi đấy, còn đây Không, là không, thành ra em cũng không biết là em từ phải ba đến đi ba điều đấy, tước quyền sử dụng em từ 1 đến 3 tháng này.
Này dạ. Lần đầu tiên đi đó anh à, mà biết là rồi. Mình lại bắt nó làm cho mình liền chứ không mình đâu có biết đâu. Hồi ông Thúy Sáng vậy tao sẽ nói đi. Tụi em không biết anh, tụi em cũng thôi. Lần đầu tiên mới đi cái này đó. Lần đầu tiên mới đi cái này á, tại đi xuống Gia Dũng thôi với ngoại Quảng Ngãi nè. Cái đắng Thúy Sáng. Thôi than thông cảm cho tụi em đi, tại vì tụi em không biết, thiệt sự là không biết thiệt á. Được rồi chị cứ liên xe đi. Thôi cho nó là sẽ điện liền cho nó đi. Ngân hàng cũng bị hết hạn tới tháng tư rồi này. Chung đã được lên xe. Ấy không được rồi, cha gọi cho cha đi, để cha đừng lo nữa. Nãy Chung có gọi cho cha báo cha là con bị công an. Cha ơi, con lo được rồi cha, con bây giờ con đang chạy qua cha tầm 20 phút nữa con đến nha cha. Dạ. Dạ cha, không sao cha. Dạ. Ủa coi địa chỉ hả? Ủa nhưng mà cái lỗi của mình là gì Chung? Em anh đi rồi nha, trời ơi dẫn anh đi nhậu chứ anh ăn nỉ muốn chết luôn rồi đó. Ok em. Nói anh ơi em thì em cũng đi làm từ thiện, em cũng chở bà chủ em đi đó, bà chủ em ở ngồi trên xe đó, em chở bà đi. Chứ em cũng đâu có tiền đâu, thôi giờ anh em mình thôi vui vẻ, cũng là người mà có tâm mà giúp đời mà anh. Thôi giờ anh mới nói là ngay rồi nhá. Dạ, xong rồi anh cho đi luôn. Thôi bây giờ đó là một cái kinh nghiệm cho ai mà đi xe nha, mướn xe đi freeway ra Quảng Ngãi nha, đó là kinh nghiệm á. Phải nạp tiền vô đây. Đúng rồi, để đầy đủ. Hồi sáng cứ nghĩ là bên xe này là nó đã nạp tiền rồi, hoặc là mình mà xưa giờ đâu có bị phạt mấy cái việc mà chưa nạp tiền vô đâu. Thí dụ ở trong mấy cái cao tốc trong miền Nam á, thí dụ chạy không có tiền đúng không? Ok, xe lại, vô nạp tiền xong rồi đi. Hôm bữa em đi với Bảo Trân cũng bị vậy đó thôi. Tới cao tốc cái hai đứa hết trong xe không có tiền, cái dừng vô xe lại nạp vô xong rồi thôi đó. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye. Bye bye.